Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách đặt hàng và xem hàng trên shop đồ chơi di động.com. Trước tiên chúng ta truy cập Facebook của web đồ chơi di động.com. Mình sẽ ưu tiên vào bằng trình duyệt vì trình duyệt máy sẽ hiển thị tốt hơn các trình duyệt web khác. Mình truy cập Facebook. Đây là trang Facebook của mình. Tiếp theo, bạn vào phần menu, vào mục tìm kiếm, ghi tên shop là đồ chơi di động. Đây là page của shop đồ chơi di động.com. Như bạn thấy đây chính là trang fanpage của shop. Tiếp theo bạn vào, bạn kéo sang tay trái sẽ thấy mục album ảnh. Bạn mở mục album ảnh. Đây và bên dưới là list danh sách các dòng điện thoại để bạn chọn các phụ kiện phù hợp cho máy mình. Giữa này FPT F8, FPT HD, FPT 5, 4, Zone Unification, Google, HK Phone, HTC, các dòng HTC, HTC One, C, Katus, Lenovo. Và còn rất nhiều các dòng điện thoại khác. Ở đây mình sẽ ví dụ dòng Lenovo A390. Bạn mở album sẽ lên tất cả các phụ kiện cho dòng A390. Ở đây mình sẽ chọn bất kỳ một loại bao da. Nhận thấy đây là bao da Lenovo Multi khung thép và sẽ có link chi tiết ở dưới. Bạn mở link chi tiết sẽ dẫn đến trang web của shop. Đây chính là chi tiết của chiếc bao da Multi khung thép Lenovo A390. Bạn thấy giá của nó là 190.000. Bên dưới là các ảnh thật và ảnh chi tiết chụp tại shop. Nếu muốn mua hàng, bạn cách thứ nhất là bạn có thể liên hệ trực tiếp với AD theo số điện thoại 0938 700 151, hoặc cách thứ hai là đặt hàng trực tiếp trên web. Bạn làm như sau. Bước thứ nhất, chọn thêm vào giỏ. Như thấy là bao da đã được cho vào giỏ thành công. Ta mở giỏ. Tiếp theo là chọn hình thức thanh toán. Thông thường thì sẽ chọn phí vận chuyển, ước tính và thuế. Chọn quốc gia Việt Nam. Chọn tỉnh nơi bạn sinh sống. Tiếp theo là thanh toán. Nếu bạn là khách hàng mới thì bạn có thể đăng ký tài khoản. Và nếu bạn đã là khách hàng mua nhiều hàng ở đồ chơi di động và là khách hàng cũ thì bạn có thể đăng nhập tại đây. Mình sẽ đăng nhập. Đăng nhập.
Vậy mình đã nhập xong. Bước thứ hai là bạn chọn cách thanh để chọn địa chỉ thanh toán. Bước nhất là có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bạn có thể chọn địa chỉ cũ mà mình đã từng đặt để mua hàng, hoặc là dùng địa chỉ mới. Đây là địa chỉ mới. Bạn có bao gồm tên, họ, địa chỉ, thành phố và tỉnh. Ở đây mình chọn địa chỉ cũ. Nhấn tiếp tục. Nhấn tiếp tục. Nếu bạn muốn ghi chú thêm gì cho đơn hàng này thì bạn sẽ ghi vào ô này. Ví dụ như là màu đen. Số lượng 2 cái. Bạn nhấn tiếp tục. Đây là hình thức thanh toán qua bưu điện, là khi nhận hàng xong thì sẽ thanh toán. Đồng ý với hướng dẫn mua hàng từ xa. Nhấn tiếp tục. Vậy là đã xong cách bước để mua hàng trên web đồ chơi rượu.com. Bạn xác nhận đơn hàng. Thông báo được như vậy thì đã xong, bạn đã đặt hàng thành công tại Shopee. Khi nào khi nhận được đơn hàng thì AD sẽ liên lạc trực tiếp với bạn để xác nhận đơn hàng và trực tiếp chuyển hàng cho bạn. Đơn hàng sẽ có thể chuyển trong vòng 3 ngày và sẽ đến nơi khi nhân viên bưu điện sẽ gọi bạn ra để thanh toán và nhận hàng. Phải chờ tiếp tục để kết thúc.